Thì bây giờ các bạn nghe lại nguyên bài ha. Khi mà nó không có nè. Rồi, ok. Các bạn nghe thử. Rồi, ok. Đây là khi mà mình mix hết rồi. Đó thì các bạn đã thấy rõ được cái sự khác biệt giữa lúc mà chúng ta không xử lý và chúng ta xử lý. Khi mà chúng ta xử lý á, thì chúng ta nghe tất cả các track nó thống nhất lại với nhau và nghe nó rất là hòa quyện. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phạm Nguyên G-Bot đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Trong video ngày hôm nay thì Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mix, kick và bass. Có thể nói đây là hai nhạc cụ đóng vai trò rất là quan trọng trong nền âm nhạc hiện đại, bởi vì nó góp phần tạo nên sức sống cho bản thu âm, cho nên việc đầu tư rất là nhiều thời gian trong khâu hòa âm phối khí hay là mixing là điều hết sức cần thiết. Các bạn nên lưu ý có rất là nhiều cách mix, kick và bass. Nguyên chỉ hướng dẫn cho các bạn một trong những cách dễ làm nhất và vô cùng hiệu quả. Nguyên đã tham khảo rất là nhiều nguồn từ blog cho tới những tài liệu học thực. Video ngày hôm nay, Nguyên sẽ chỉ cho các bạn một cách trực quan nhất để các bạn có thể tự làm. Nếu mà các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy like và share. Và đừng quên subscribe kênh của Nguyên để có thể cập nhật những video mới nhất về sản xuất âm nhạc audio production nhé. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu video nhé. Trước khi mà chúng ta vào khâu mix, kick và bass thì chúng ta phải chú ý những cái điều sau. Trước khi mà các bạn mix, kick và bass thì các bạn phải lựa chọn cái nguồn âm thanh cho nó kỹ. Nguồn âm thanh thì nó có thể đến từ hai nguồn chính. Nguồn thứ nhất là các bạn có thể record, tức là các bạn thu âm. Các bạn đến phòng thu rồi nhờ các artist, người ta đánh, rồi kỹ sư âm thanh họ thu vào, thì bạn đem cái sọt đó về mix. Tuy nhiên ở Việt Nam điều kiện hết sức hạn chế, số lượng phòng thu đủ tiêu chuẩn để thu kick và bass thì không có nhiều. Chúng ta thu kick hay còn gọi là thu cả bộ room nói chung thì chúng ta cần phải có một căn phòng có kích cỡ tiêu chuẩn cũng như là điều kiện tiêu tán âm đảm bảo để cái kick nói riêng hay là bộ room nói chung thu vào thì nó có cái room reverb hay cũng như là đảm bảo cái độ sạch sẽ. Khi mà chúng ta thu bass thì chúng ta sẽ có hai cách. Một là chúng ta thu cắm line trực tiếp vào cái cổng DI, hoặc là chúng ta thu bằng microphone thì nó cũng đòi hỏi một cái điều kiện nhất định. Và cái bộ trống hay là cái đàn bass của guitar bass của người nghệ sĩ hoặc là cái bass synth họ đánh thì cái tiếng cũng phải hay. Và cái lưu ý thứ hai nó chính là chúng ta có thể lấy cái nguồn room hoặc là bass bằng một cái bộ sample có sẵn cho chúng ta tải hoặc là chúng ta mua về trên online. Thì hôm nay Nguyên sẽ lấy một cái bộ trống chung bao gồm đủ bộ room luôn, từ kick, snare, hi-hat cho tới đủ thứ luôn. Và Nguyên lấy một cái loop gọi là room loop chung để Nguyên mix. Còn trong video sau thì khi mà Nguyên làm về chủ đề pop ballad thì Nguyên sẽ tách từng bộ phận của bộ trống ra và Nguyên sẽ mix cho các bạn. Và cái thứ hai nữa là cái bass này Nguyên cũng lấy từ một cái sample. Và cái sample này là cái bass lab là rất là hay. Và cái trống thì cái thể loại house. House và bass lab nó vừa mới lạ mà nó vừa cũ. Và Nguyên sẽ minh họa thêm cho các bạn một cái track vocal phrase, tức là một cái track vocal lặp đi lặp lại, nó chỉ có một câu thôi, để cho các bạn nghe và các bạn cảm thấy nó sinh động hơn. Phần đầu tiên mà chúng ta để ý khi mà chúng ta mix đó chính là EQ ha. EQ rất là quan trọng nha các bạn. Các bạn đã biết thì một số bạn nào hoặc là một số anh em nào chuyên về cái lĩnh vực trống, trống với bass, các bạn đều biết là đặc trưng của hai nhạc cụ này là ở phần low end. Nếu mà chúng ta xử lý được cái phần low end tốt thì chúng ta nghe bass và kick nó sẽ hòa quyện với nhau. Trước khi mà các bạn mix về EQ, các bạn phải coi là các bạn nên để bass over hay là kick over, tức là kick
hay là bay mới là chủ đạo trong cái bài hát đó hoặc là trong cái đoạn đó. Thì lúc đó các bạn mới bắt tay vào các bạn mix. Và một cái phần mà chiếm cái vai trò chủ yếu trong cái tư duy đó của các bạn, nó chính là cái phần EQ. Thì để cho các bạn EQ dễ hơn, thì chúng ta nên dùng những cái EQ nó có một cái âm phổ chi tiết để các bạn vừa nghe mà các bạn vừa nhìn, rồi sau đó các bạn cắt. Tại vì thường á, kick và bass nó sẽ đạp lên nhau ở những cái tần sub cụ thể là từ 20Hz cho tới 60Hz, tùy theo cái nguồn âm thanh mà các bạn chọn. Có thể là cái kick thấp hơn cái bass, và cái đó là cái điều thường xuyên. Nhưng mà hiện tại trong cái nền âm nhạc hiện nay á, thì có nhiều thể loại nhạc mà cái bass nó còn thấp, cái frequency nó còn thấp hơn cả cái kick nữa. Đặc biệt là trong thể loại nhạc rap, hip hop và trong một số thể loại pop hay là EDM thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng đó. Nhưng mà thông thường á, thì frequency của kick sẽ thấp hơn, thì lúc đó chúng ta sẽ xử lý EQ. Rồi bây giờ Nguyên sẽ bật hai cái EQ lên để các bạn nghe ha, cho các bạn thấy cho nó dễ. Nguyên đã chuẩn bị kỹ nè. Rồi bật lên. Cái track màu xanh da trời nè là cái track bộ trống nha các bạn, một cái drum loop. Và cái track mono màu xanh đây, màu xanh lá cây đây, là cái track bass. Rồi bây giờ mình sẽ bật cái EQ lên để cho các bạn nghe. Hiện tại thì mình đã cắt sẵn hai cái tầng này, tại vì hai cái tầng này là cái tầng clap và cái tầng hi-hat nó rất là chát. Bây giờ thì mình sẽ bypass nó ha, để cho các bạn nghe cho nó rõ. Decibel nó đi ha. Rồi ok, thì bây giờ các bạn sẽ nghe. Còn đây là giải EQ của bass ha. Decibel luôn ha. Rồi ok, bây giờ các bạn nghe ha. Nguyên đã đối chiếu sẵn hai cái giải âm rồi, để coi thử nó xung đột cái chỗ nào, rồi tiến hành chúng ta xử lý. Các bạn nên nhớ đây là loại nhạc house. Rồi ok, bây giờ sẽ nghe. Và chúng ta vừa nghe vừa nhìn nè các bạn. Rồi, như chúng ta đã thấy thì hai cái tần số bị masking của rim với lại là bass thì nó ở đâu đó khoảng 40 và 50 Hz. Thì bây giờ các bạn sẽ quyết định là các bạn muốn trong cái phân đoạn này cái nào là chủ đạo, thì các bạn nên xử lý cái tầng bị masking này. Ở đây thì Nguyên muốn cái trống, cái tầng này nó bungee và nó không bị đạp bởi cái kích. Thì Nguyên sẽ dùng Dynamic EQ đó, để Nguyên cắt xuống để cho cái trống nó lòi ra. Thì bây giờ các bạn thấy nè, bây giờ Nguyên sẽ bypass và nghe lại, với điều kiện là Nguyên chưa có cắt cái tầng này ha, để các bạn coi thử. Rồi ok, đây là Nguyên bật lên nè, là Nguyên đã cắt cái tầng nó cạnh tranh tần số với nhau nha. Các bạn nghe nè. Rồi ok, thì bây giờ chắc chắn là các bạn đã nhận thấy cái độ nảy của cái kích đã lòi ra và nó không bị cái bass lớn nữa. Rồi bây giờ các bạn nghe lại một lần nữa ha, không có EQ nha các bạn. Ok, bây giờ cắt xuống nè, cắt sâu một chút xíu nữa ha. Đó, rõ ràng là như vậy. Tới cái bước thứ hai của chúng ta, cái bước compress. Cái bước com này nó cũng rất là quan trọng luôn. Chúng ta làm như vậy là để cho kick và cái bass nó gọn lại, nó không bị nở cái đuôi ra, cũng như là nó không bị dồn lên dữ quá. Và ở đây thì các bạn sẽ học được rất là nhiều ở cái bước này, đó là cái bước chỉnh attack và release. Trong cái bước này thì mình sẽ dùng một cái plugin rất là nổi tiếng của bộ filter, đó là Pro C2, một cái com rất là đa dụng luôn. Và nó có đồ thị rất là chi tiết, cũng như là cái đường ranh giới này.
mình coi rất là dễ và những thông số hết sức là chi tiết và dễ chỉnh. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình chỉnh nè, mình chỉnh sẵn luôn là mình để threshold ở giữa, ratio thì khoảng 4 hoặc là 5 gì đó để mình nén cái kích xuống cho nó chặt. Rồi, bây giờ mình sẽ bypass cái com của cái base đi nha, để mình com cái kích. Ở đây thì attack mình để nhanh một chút đi, release thì mình để dày đi. Rồi, ok, mình mới chỉnh. Thì các bạn sẽ nghe nè, đây là mình để attack sớm nhất và release là trễ nhất, sau đó mình sẽ chỉnh ha. Rồi, ok. Đó, các bạn đã thấy chưa? Nó nén quá dữ luôn. Ni đây là đầu gối thì mình để nó thoải xuống, cho nên các bạn nghe khi mà cái ngưỡng nén nó vượt qua chỗ này nè thì nó mượt từ từ. Nhưng mà khi mà mình để cứng lại nè thì các bạn coi. Ở đây thì mình sẽ ôn lại cho các bạn về những cái kiến thức về compressor luôn. Còn nếu mà các bạn muốn theo dõi kỹ hơn á thì các bạn có thể coi về cái video Mixing Theory 2 của Nguyên ở trong cái playlist Mixing Theory ở trên kênh này luôn, thì các bạn sẽ hiểu hơn. Bây giờ Nguyên sẽ ôn lại cho các bạn kỹ. Để cứng hết cỡ nè thì các bạn coi cái đồ thị ha. Nếu mà mình để ni mà cứng á thì nó sẽ dập liền ngay tại chỗ và nó sẽ không có dập lại lại y như là ni mềm. Từ đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái transient, tức là những cái gì mà chúng ta nghe rõ khúc đầu á, nghe giống như là thoai thoải, và khi mà mình để cứng thì nghe nó nhọn nhọn. Tượng hình là nó như vậy, còn mình sẽ không biết nói như thế nào. Ở trong cái tài liệu tham khảo của Sec Audio, Sec nha, tức là SAGE, là một cái studio ở bên Mỹ, thì họ nói là như thế này: khi mà chúng ta để ni mềm thì âm thanh nghe nó có vẻ như là cổ điển hơn, còn khi mà chúng ta để ni cứng thì chúng ta nghe cái kiểu âm thanh nó có vẻ như là hiện đại hơn, transient nó lòi ra hơn. Có một người nói là Nguyên nhà ngôn ngữ học gì đó, thì Nguyên nói là Nguyên sẽ không có cãi nhau với người đó về cái sự đúng sai nữa. Ai mà nghi ngờ tính đúng sai hãy click vào những cái tài liệu tham khảo mà Nguyên đã tham khảo. Có thể là họ sai, nhưng mà đây thì Nguyên không có xét tới tính đúng sai, mà Nguyên chỉ lấy từ cái ý kiến của họ và Nguyên thuật lại cho các bạn biết thôi. Rồi, ở đây thì Nguyên để cái Kony nó không cứng lắm, nó vừa phải thôi. Rồi, ok, bây giờ Nguyên chỉnh nha, nãy giờ nó hơi nhiều. Rồi, chỉnh. Đó, như các bạn đã thấy thì cái trống bắt đầu nó nổi lên, là tại vì Nguyên để attack nó chậm lại và release thì nó nhanh lên. Nếu mà các bạn để release cao quá như vậy nè thì những cái đuôi của cái kích khi mà nó còn sót lại, khi mà nó dở lên á thì nó sẽ mất luôn. Rồi, các bạn nghe lại nha. Đó, các bạn nghe thấy chưa? Nó bị nén rất là nhiều. Rồi, ok, Nguyên để vậy đi. Đó, các bạn đã thấy chưa? Nó nén theo kiểu mà nó bắt đầu nó thả ra rồi. Hiện tại bây giờ á, cái bộ trống này nó có những cái clap và cái hi-hat rất là khó chịu, thì Nguyên sẽ cắt nó xuống ha. Rồi, các bạn coi ha. Rồi, cắt một chút xíu luôn để cho nó dễ chịu. Rồi, ok. Thì bây giờ mình cho cái đuôi nó bớt lại nè, mình tăng cái release lên ha. Rõ ràng là như vậy. Đây nè các bạn coi, thì Nguyên chỉ nén ở cái tầng mid và cái tầng low thôi, còn cái tầng high end Nguyên không nén. Tùy theo cái tư duy của các bạn nha, mà các bạn có thể nén một phần của cái dải EQ đó, hoặc là các bạn nén nguyên dải EQ luôn. Thì bây giờ Nguyên sẽ nén nguyên dải EQ cho các bạn nè, là nén nguyên toàn bộ cái frequency của bộ trống luôn ha, không có chừa cái nào. Thì các bạn đã thấy là cái trống của các bạn thụt vô sâu hơn một chút nha.
Rồi ok, chúng ta sẽ thấy nó hơi mất hai hát rồi, chúng ta thục lại chút. Rồi ok, có vẻ như là được rồi đó. Thì các bạn nên để ý nè, nếu mà các bạn để ni cứng, tức là về phía này, đó các bạn thấy cái đồ thị không? Rồi, và attack là nó nhanh, release nó cao, không phụ thuộc vào cái ratio này nha. Ratio này cũng là nén rất là dữ dội. Trong khi đó là cái ratio này là sức mạnh nén, còn cái ni này là cái hình thái nén. Tức là khi mà chúng ta để nó cứng quá đó, thì nó tới cái chỗ cái điểm nén này nè, nó nén thẳng xuống luôn. Cái attack này nữa thì nó sẽ nén rất là nhanh, và nó sẽ nén rất là chậm nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn coi lại nè. Đó các bạn thấy cái đồ thị chưa ạ? Nó nhả nén rất là chậm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ xả cái knee ra cho nó mềm bớt, cũng như là mình để cái attack lên. Rồi vừa phải. Thì các bạn coi cái hình thái nè. Các bạn thấy bây giờ nó đã thoáng ra rồi. Còn cái threshold á, thì các bạn coi thử nha. Coi thử cái độ ồn, cũng như là cái lực đánh của cái bộ trống nó như thế nào mà các bạn điều khiển. Ví dụ như mà đánh mạnh quá thì các bạn nên nén kiểu này. Còn nếu mà người ta đánh nhẹ nhàng thôi thì các bạn nên để trung bình thôi, để cho nó giữ lại được cái sự tự nhiên, cũng như là cái ratio. Thì nếu mà đánh nhẹ nhàng hơn nữa thì các bạn nên nới cái đầu com này ra ha. Các bạn đừng nên com quá như vậy, thì nó sẽ không có một cái sự chuyển động. Rồi bây giờ các bạn để này ha. Rồi ok, bây giờ tới cái nút bass ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe. Ở bass thì Nguyên sẽ không có nén theo cái kiểu một phần như ở bên trống, mà Nguyên nén toàn bộ cái dải tần của bass luôn. Thì như các bạn đã thấy nè, Nguyên để như thế này, và Nguyên để attack sớm. Tại vì cái nhịp điệu của cái bass này nó khá là nhanh, nó chơi rất là nhiều nốt trong cùng một giai đoạn, cho nên mình để nhanh để cho nó nén, nghe nó ok hơn. Mình để như vậy nè. Rồi sau đó mình dò cơm. Mình để ratio cũng 4 thôi, vừa phải cho bass và rim. Các bạn để cao cũng được, nhưng mà các bạn để cao quá nó sẽ ngọt, nó nén nhiều quá. Rồi ok ha, nghe. Rồi, chúng ta nghe lại lần nữa ha. Rồi, các bạn để ý nha. Khi mà Nguyên để cái relay nó cao quá, thì cái đuôi của cái bass nó bắt đầu nó cũng mất luôn. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta để cái transient cho nó cứng lại nè. Để các bạn nghe thử cái độ nảy của cái bass bắt đầu nó lòi ra ha. Rồi ok, các bạn đã thấy không ạ? Cái tiếng gãy của guitar bass, cái transient nó được giữ lại, cũng như là cái bass nó đã trở nên thoáng hơn. Rồi ok, để cho cái bass nó chắc hơn nữa thì bắt đầu chúng ta sẽ cắt cái high end này, cắt vô sâu một chút xíu. Các bạn đừng nên cắt quá nha, mất đi cái đặc trưng gãy của cái guitar bass á. Rồi ok, như vậy là được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới thêm một bước rất là quan trọng nữa. Đó là chúng ta sẽ saturation cho hai cái này. Saturation là mục đích để làm chi? Để cho chúng ta nghe cái phần bass và cái phần kick, cái màu sắc hơn. Ở đây thì Nguyên sử dụng một cái plugin của bộ Waze. Đó là cái plugin rất là dễ sử dụng và cũng rất là lợi hại. Plugin Vintage AX rất là lợi hại. Hình như là Tube thì phải, hoặc là Solis, tay Nguyên không biết, nhưng mà hình như Nguyên nhớ là Tube. Còn nếu mà Nguyên nói sai thì các bạn comment ở phía dưới nha, chứ Nguyên cũng quên rồi. Thì cái này nó sẽ làm cho hai cái kick và bass nó đồng chất với nhau và nó nổi lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe với cái tình trạng là không có hai cái này ha.
Rồi, bây giờ chúng ta nghe sẽ có. Rồi, bây giờ Nguyên muốn cho cái kích nó bình trì một chút xíu, thì Nguyên sẽ tăng cái EQ lên ha. Nguyên sẽ sử dụng cái SSL EQ của bộ Waves để Nguyên tăng lên. Rồi, ok. Rồi, để coi cái tần số mà cần tăng ha. Tại vì ở đây Nguyên muốn cái kích nó nổi lên mà. Rồi, ở đây nó để sẵn tần số 60Hz rồi. Nguyên muốn cái tần đó nó tăng lên á, thì bây giờ Nguyên sẽ tăng nè. Đó, các bạn đã thấy cái kích nó bên trì nhiều chưa? Rồi. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ tới một cái khâu cũng rất là quan trọng. Người ta gọi cái khâu này là gọi là khâu Parallel Compressor. Thì khâu Parallel Compressor thì Nguyên sẽ send một cái compressor và nén rất là chặt nè, các bạn thấy không? Cái ratio rất là cao nè. Rồi, ok. Threshold cũng rất là cao. Và cái release và attack rất là sớm và release khá là chậm. Và để chi? Nguyên muốn nén chặt những cái tín hiệu đi song song với hai cái này lại. Khi mà chúng ta dùng fader chúng ta điều khiển á, chúng ta để nó lên, thì cái tiếng bass và kick của chúng ta nó sẽ rất là lực, và nó sẽ không bị những cái tần số dư thừa nó dội lên phía trên. Và một cái nữa là khi mà mình thực hiện cái com song song này đó, thì mình sẽ được lợi cái là những cái tiếng này nó đi song song chứ nó không có tác động, nó không bị ảnh hưởng bởi cái plugin insert này. Đó là lý do tại sao mà Nguyên xài com song song. Rồi bây giờ Nguyên bật lên ha. Thì các bạn để ý, khi mà các bạn xài com song song đó, thì các bạn phải để chế độ pre-fader để nó không ảnh hưởng tới cái fader gốc. Tức là cái fader gốc của các bạn nhỏ hay to thì nó cũng không ảnh hưởng. Rồi, ok. Nghe nó cũng tạm tạm được rồi đó, nhưng mà nó không có một cái độ không gian nhất định. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho nó lên một chút xíu. Rồi bây giờ chúng ta nghe để chúng ta chỉnh nha. Đó, các bạn đã thấy một cái lực không? Một cái lực rất là lớn không? Nhưng mà nghe nó rất là tự nhiên, chứ nó không hề bị bong ra, bị banh ra như là lúc mà chúng ta chưa làm. Tại vì khi mà các bạn chỉnh EQ á, chỉnh EQ như thế này nè, mà các bạn chỉnh quá độ á, thì nó sẽ bị banh cái kích ra, nghe nó rất là khó chịu. Rồi, ok, chúng ta sẽ tới một khâu nữa là chúng ta sẽ gửi hai cái này vào một cái bus như thế này nè. Đó. Để chúng ta xử lý chung. Chúng ta sẽ glue nó, tức là chúng ta glue. Tiếng Anh nó có nghĩa là dán, dịch ra tiếng Việt nó có nghĩa là hồ dán, tức là chúng ta dán hai cái tín hiệu này lại là một. Nhưng mà chúng ta sẽ không dán từng cái, mà chúng ta sẽ gửi hai cái này vào một cái track bus để chúng ta dán. Cái mục đích là như vậy là để làm chi? Đây là cái glue. Còn hai cái này coi như mình không xài đi. Đây là cái dry, tức là cái saturation đó các bạn. Còn đây là hai cái nút trap bass, tức là các bạn thấy nó dư hay là thiếu cái gì thì các bạn chỉnh. Nhưng mà ở đây thì Nguyên chỉ xài cái glue thôi. Và cái plugin này là của một cái điện thoại Midroc là Gridlock H CLA Mix Down, rất là nổi tiếng, rất là lợi hại. Rồi bây giờ các bạn nghe thử một lần không có cái này đi nha. Rồi, đã gạt lên nè. Rồi.
Đó thì các bạn đã nghe chưa? Nó dính lại với nhau ha. Bây giờ Nguyên gạt hết mức luôn. Đó, các bạn nên để vừa phải thôi. Để nó dán vừa phải thôi. Rồi, ok. Tới mức này thì chúng ta đã xong cái phần mix call rồi. Tức là bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tạo không gian cho hai cái này. Thì ở cái kick và bass đó, cái kick và bass thì nó rất là mạnh về cái phần low end, cho nên chúng ta phải hạn chế chúng ta mix reverb, trừ những cái trường hợp đặc biệt là chúng ta mới mix reverb thôi. Ví dụ như là timpani trong dàn nhạc giao hưởng chẳng hạn, hoặc là khi mà các bạn muốn tạo một cái hiệu ứng vọng hay là gì đó. Chứ bình thường trong nhạc nhẹ thì chúng ta sẽ xài room reverb, chứ chúng ta không có xài hand reverb. Nếu mà các bạn muốn biết về room reverb hoặc là hand reverb là cái gì, thì các bạn có thể tìm những cái video về reverb của Nguyên ở trong kênh để các bạn có thể coi. Ok ha, rồi, ok. Nguyên bật hai cái reverb ra. Rồi, và Nguyên gửi rất là ít luôn, các bạn thấy không? Nguyên send cái fader rất là ít luôn, là để nó không có lộ ra đó. Rồi, bây giờ các bạn nghe thử không có reverb ha. Rồi, cái này là có nè. Rồi, rõ ràng là nó khó phân biệt đúng không ạ? Nhưng mà nó có một cái cảm giác là hai cái này bây giờ nó đã dính lại với nhau rồi. Thì khi mà các bạn mix bay á, Nguyên xin nhắc lại, chúng ta phải chú ý đến những vấn đề sau. Một là EQ, hai là compressor. Trong EQ thì chúng ta phải để ý là xem thử cái phần nào giữa kick và bass nó xung đột với nhau, rồi sau đó chúng ta tiến hành xử lý tùy theo cái vai trò của kick và bass trong từng dòng nhạc và cái tư duy cũng như cái sở thích của các bạn cũng như là khách hàng mà chúng ta xử lý, xem cái thằng nào mới là chủ đạo trong cái phân đoạn đó, hoặc là nói rộng ra hơn là trong cái bài hát đó. Và cái thứ hai nữa, về cái mặt comp, xử lý compressor thì chúng ta phải để ý hai cái attack và release thì chúng ta chỉnh sao cho nó hiệu quả. Threshold thì tùy vô cái ngưỡng âm của các bạn mà các bạn chỉnh thì cái nó không có dễ. Và thường thường khi mà người ta chỉnh về bass và cái room á, để cái ratio nó khoảng từ 3 cho tới 6 hoặc là cùng lắm là 8, nhưng mà các bạn đừng có để dữ quá tại vì nó thành cái limiter mất rồi. Tức là nó mất tự nhiên đi. Rồi, nhưng mà các bạn hãy để ý hai cái này ha. Exact và release. Còn cái bara com á, hay là cái saturation á, có thể có hoặc là có thể không cũng được, tùy theo cái sở thích, cái ý thích của các bạn mà các bạn làm thôi. Và ngoài ra còn có rất là nhiều cách để các bạn có thể làm hai cái này dính lại. Và các bạn để ý nè, khi làm xong hai cái này, tại vì hai cái này thường thường á, nó là một cái nền của một cái ca khúc mà là một cái bài hát, cần một cái độ hòa quyện. Một trong những cách mà làm cho nó hòa quyện tức là chúng ta xài cái glue. Ngoài cái CUA mixdown này ra thì các bạn có thể xài compressor tip, tức là nó nén rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó có một cái harmonic, nó add một cái harmonic, tức là add một cái màu trong đó giúp cho cái track của chúng ta dính lại với nhau. Dù nó comb không có bằng những cái thể loại comb khác nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều nếu mà chúng ta muốn tất cả những cái track nhạc cụ dính lại với nhau. Không riêng gì chỉ là kick với bass thôi mà tất cả luôn, ngay cả vocal nữa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bật cái vocal lên. Ở đây mình sẽ không xử lý cái vocal ở trong cái này nha, mình chỉ xử lý cái không gian thôi. Rồi ok, nếu mà các bạn muốn mình xử lý đó thì mình sẽ để một cái EQ vô. Đây là một cái loop nha các bạn. Rồi ok, thì như các bạn đã thấy đó, thì cái vocal này thì nó cũng rất là sạch rồi. Tại vì cái sample này là mình lấy từ trong một cái phần mềm ra.
phần mềm Studio One ra. Thì bây giờ các bạn nghe lại nguyên bài ha, khi mà nó không có nè. Rồi, ok, các bạn nghe thử. Rồi, ok, đây là khi mà mình mix hết rồi. Đó, thì các bạn đã thấy rõ được cái sự khác biệt giữa lúc mà chúng ta không xử lý và chúng ta xử lý. Khi mà chúng ta xử lý á, thì chúng ta nghe tất cả các track nó thống nhất lại với nhau và nghe nó rất là hòa quyện. Còn khi mà chúng ta chưa xử lý thì nó rất là rời rạc và nó không được thoáng, và nó không được lực nữa, nó rất là mỏng. Ok các bạn, vậy là trong video ngày hôm nay thì chúng ta đã biết được một trong những cách để mix kit với bass. Và ngoài ra thì chúng ta còn có một cái vocal phrase để chúng ta minh họa nữa. Thì nếu mà các bạn muốn xem đầy đủ cái cách mix vocal thì các bạn có thể xem lại cái video quy trình mix vocal từ A tới Z của Nguyên, mà Nguyên tham khảo từ những tài liệu học thuật uy tín về audio production, thì các bạn có thể xem ở video trước. Nguyên hy vọng là một trong những cách này sẽ giúp cho những cái bạn làm nhạc về các thể loại như là EDM, mà đặc biệt là nhạc house hay là hip hop, trap, dubstep, thì các bạn sẽ biết thêm một cách tham khảo để các bạn mix bass và rhythm sao cho nó hay. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể đưa một cái vocal chop hay là vocal phrase ở trong những cái đoạn đó và các bạn làm cho nó dính lại với nhau. Ở số sau thì Nguyên sẽ làm chuyên đề về mastering, bởi vì rất là nhiều bạn yêu cầu và rất là tha thiết: anh ơi, làm cái video về mastering đi. Thì Nguyên cũng xin nói trước là chủ đề mastering rất là khó, nó không phải là dễ, cho nên Nguyên chỉ làm một cách cơ bản thôi, chứ nói về mastering là nó bao la lắm. Ok, nếu mà các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy like và share video này đến cộng đồng, cũng như là đừng quên subscribe kênh của Nguyên để có thể cập nhật những video mới nhất về sản xuất âm nhạc, những sản phẩm âm nhạc và radio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.